Hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta cái đề khảo sát học kỳ 2 Đề khảo sát học kỳ 2 của Sở Giáo dục Hà Nội Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ bài học này lại về tường và tác Giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây ạ Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều Câu số 41 Chất x có vị ngọt Chất x có vị ngọt hơn đường mía Ngọt hơn đường mía Thì không thể glue Không thể đường mía được Không thể sen được có nhiều trong mật ong và các loại quả ngọt như dừa và xoài Vậy thì chất X nó chỉ có thể là fructose. Câu 42 ạ. Hòa tan hết 11,2 gam sắt thì chúng ta tìm một số mol sắt là 11,2 chia cho 56 nhé các em nhé. Thì bằng 0,2 này. Bằng dịch axit sulfuric loãng thì một thằng sắt sinh ra một thằng hydro. Vậy khí duy nhất là hydro. Số mol bằng 0,2. Đúng bằng số mol sắt. Nên mình sẽ tìm được số thể tích là bằng 0,2 x 2,4 bằng 4,48 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 43 Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong dịch kiềm dư Thì sắt Sắt chắc chắn không tan trong kiềm Đồng không, ma dê không Mà tan trong kiềm dư ấy, thì nó chỉ có thể một anh duy nhất thôi Đấy là anh nhôm đáp án đúng chúng ta là đáp án B Rồi, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng nhá Các bạn comment mạnh mẽ lên cho thầy nào Câu 44 á Sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây Các bạn lưu ý nhá Sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây Thì sắt chắc chắn cộng với sắt 3 để tạo thành sắt dương 2 Sắt chắc chắn cộng với bạc cộng để tạo thành sắt dương 2. Sắt chắc chắn đẩy được đồng, đúng không? Vậy ở đây sắt chỉ không phản ứng được với magie, do sắt yếu hơn magie, sắt không đẩy được magie ra khỏi dung dịch muối của nó. Nhá. Nên câu 44 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Câu 45 ạ. Kim loại X dẫn điện tốt thường dùng làm dây dẫn điện trong gia đình. Chú ý nha, dẫn điện tốt thì dẫn điện tốt chúng ta có bạc, có đồng. Nhưng mà được dùng làm dây dẫn điện trong gia đình. Đúng không ạ? được dùng làm dây dẫn điện trong gia đình thì các bạn phải lưu ý cho thầy là thường người ta sẽ sử dụng dây dẫn điện trong gia đình nó sẽ là anh nào nó sẽ là anh nào nó sẽ là anh đồng đúng không chứ không ai dùng bạc cả à? bạc quá đắt được chưa các bạn lưu ý nhá rồi câu 46 ạ vậy câu 45 chúng ta đáp án đúng là đáp án c câu 46 tên gọi của este này là gì nhiều bạn là bây giờ học đến cái đoạn này rồi thì khi mà hỏi về tên gọi của este thì các bạn lại bị quên rất là tiếc thì anh này có tên gọi là mê tín pro p onat đáp án đúng chúng ta đã đáp án a à, câu 47 ạ chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng với ch 3 coh ạ? thì chúng ta cùng quan sát cho thầy nhá cái anh ch 3 coh ấy thì anh này nó có tên gọi là axit acetic và nó thuộc dãy đồng đẳng là axit no đơn và hở vậy bây giờ đề bài hỏi chúng ta là những anh nào cùng dãy đồng đẳng với lại ch 3 coh thì nó phải là những anh mà axit no đơn hở và trong cái đáp án của chúng ta chúng ta chỉ nhìn thấy đáp án D. Thỏa mãn C2H5 COH là thỏa mãn nhất. Câu 48. Chất X được sử dụng để sản xuất cloru vôi nếu bạn nào không biết thì nó là CaOCl2. Vật liệu trong xây C... dựng X còn được gọi với là vôi tôi, công thức khoa học của X là. Thế thì à, vôi tôi thì nó chỉ có thể là CaOH hai lần thôi đúng không các okay? em? Rất dễ dàng và đơn giản nhá. Nào các bạn cùng comment đáp án mạnh mẽ cùng thầy nào một lần comment đáp án là một lần nhớ nhá ok đây thầy nhìn thấy các bạn lớp óc ở thể comment rất mạnh mẽ rồi có lên kem câu 49 ạ à. chất nào sau đây không phải là chất điện ly chất nào sau đây không phải là chất điện ly HNO3 là chất điện ly mạnh này kcl là chất điện ly mạnh NaOH là chất điện ly mạnh vậy không phải chất điện ly là C2H5OH các bạn chú ý nhá. 50 ạ. À. Sắt bị nam châm hút là do gì? Thì sắt bị nam châm hút là do sắt có tính, tính gì các em? nhiễm từ nhá đáp án đúng là đáp án b câu 51 chất béo là trieste của axit béo với với anh nào nhỉ với anh nào ạ với anh nào với glycerol nên đáp án đúng chúng ta là đáp án c câu 52 kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp nhiệt luyện thì phương pháp nhiệt luyện là phương pháp để điều chế các kim loại có tính khử trung bình và yếu nên nhiệt luyện không thể điều chế được natri được các bạn cứ tư duy này đơn giản thôi là natri mà điều chế ra nhé nhiệt luyện nó tác dụng với oxy điều kiện thường chẳng cần nung nóng nó lại quay trở lại thành N2O tương tự như vậy kali cũng không được Và canxi cũng không được vậy nhiệt luyện ở đây chỉ dùng để điều chế anh sắt mà thôi nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C câu 53 chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch natri hiroxit là AOH metin acetat là este CH3COO CH3 có phản ứng phenol là C6H5 OH có tính axit có phản ứng. Axit acetic là CH3 COH có tính axit có phản ứng. Vậy ở đây chỉ có anhit formic là không phản ứng thôi nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Câu 54. Kim loại SR thuộc nhóm 1A, công thức của oxit của R là. Thế thì bây giờ đơn giản thế này nhỉ. Nhóm 1A thì nó sẽ là hóa trị 1. Vậy công thức oxit nó sẽ là R2O hoặc mình gắn đơn giản là một a là natri thì đi thì chắc chắn oxit của nó phải là na2o rồi đúng không ạ đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án b bỏ các bạn lưu ý nha câu 55 ạ câu 55 các bạn comment cho thầy xem đáp án 55 đáp án gì ạ 55 năm nào các em 55 đáp án gì ạ hợp kim liti ti và nhôm siêu nhẹ được sử dụng trong cái gì Câu 55 ạ, hợp kim li ti và nhôm siêu nhẹ được sử dụng trong kỹ thuật gì ạ? Hàng không nhá. Đáp án đúng đáp án C. Câu 56. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Thì mình phải nhớ cho thầy rằng là amin bậc 2 thì nó có dạng là R1 NH R2 đúng không ạ? Đúng không ạ? Những cái câu đầu tiên chúng ta làm làm sao mà chúng ta phải làm vừa nhanh nhưng mà tốc độ chúng ta lại làm vừa đúng nhỉ. Yeah. Vừa nhanh mà lại vừa đúng. Thế thì R1 nó H2 Vậy triametinamin là không phải Đây CH3 N CH3 Nhiều bạn quên hết chỗ này rồi ấy. CH3 Metinamin cũng không phải CH3 N 2 không phải Etinamin là C2H5 N 2 cũng không phải Vậy chỉ có Dietinamin CH5 NH, ch 2 h 5 là đúng thôi Đáp án đúng chúng ta là đáp án D Nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D Câu 47 Phân ure có công thức là N22CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và được dùng phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại nào? Đây là những cái câu phải hỏi về kiến thức lớp 11 mà đa số các bạn lớp 12 thì hiện tại bây giờ là quên hết rồi. Đúng không ạ? Ure thuộc loại phân gì ạ? Chứa nitơ vậy nó phải là phân đạm kèm nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, ok chưa? Tiên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 57 là đáp án A. Câu 58 ạ. Quặng sắt nào sau đây được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất axit sulfuric? Acid sulfuric là H2SO4. Vậy chứng tỏ trong quan sát này phải chứa lưu huỳnh. Pyrit sắt FeS2 chứa lưu huỳnh. Hematit Fe2O3 không chứa. Magnetit là Fe3O4 không chứa. Siderit là FeCO3 có chứa, không chứa. Vậy chỉ có thể là A, à, pyrit sắt mà thôi. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Câu 59 đó lên men lên men mg gam glucose thành anconitylic với hiệu suất 75%. Glucose ạ là C6H12O6. Hiệu suất là 75%, 0,75. Được chưa? Ôi, hôm nay lớp mình được vinh dự có một người bạn thân của thầy cũng là một người khá là giỏi trong số các bạn học cùng thầy thời đại học Tiến sĩ hóa học đang theo dõi Buổi học ngày hôm nay cùng với các em chào tiến sĩ hóa học nhá. Tiến sĩ hóa học vào hỗ trợ cho các em học hóa đúng không? À wow, chào tiến sĩ hóa học. Nào. Thu được 9,2 g C2H5OH. Vậy mình sẽ ra được là một anh glucose thì ra được hai anh C2H5OH đúng không? Thì mình sẽ tìm được số mol C2H5OH là bằng 9,2 chia cho 46. 9,2 mà chia cho 46 thì nó có phải là bằng 0,2 không ạ? Vậy các bạn lưu ý này, 0,2 x 1 mà chia cho 2 thì bằng 0,1. Lưu ý cho thầy nhá, thuận thì nhân hiệu suất nghịch thì chia hiệu suất, vậy 0,1 chia 0,75 thì bằng bao nhiêu mol ạ? À? 0,1 chia 0,75 bằng bao nhiêu mol ạ? À? 0,1 chia 0,75 bằng số mol là 0,13333. Mà nhân với 180 thì bằng 24 g. Nhá. Nhân 180 thì bằng 24 g. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 59 đáp án D. 24 gam. Câu 60. Tinh bột, cellulose, saccharose thì đều có khả năng tham gia phản ứng nào? Chúng ta phải lưu ý cho thầy. Anh tinh bột này, anh sen này và anh xác thì tinh bột và sen đều là polysaccharide. Xác là disaccharide thì những cái bọn mà không phải là monosaccharide thì đều thực hiện được một phản ứng đấy gọi là phản ứng thủy phân nhá nên tinh bột sen xác thì đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân các em nhé câu số 61 ạ cho sơ đồ phản ứng sau x không thể là chất nào sau đây ạ x tác dụng h 4 đặc nào mà mình thấy nhìn thấy này sắt lên sắt dương 3 và lưu hình thể hiện tính oxy hóa của nó để lưu hình về lưu hình dương 4 điều này chứng tỏ x bắt buộc phải có tính khử nhá tương đương với x phải còn tính khử. Được không ạ? X phải còn tính khử. Và do x phải còn tính khử thì anh này ý A sắt dương 2 ok. Ý B sắt dương 2 ok. Ý C sắt dương 8/3 ok, D3 hỏi là không thể thì x không thể là Fe hào mà. Được không ạ? EMA3 tại vì là sắt nó là dương 3 rồi. Dương 3 thì nó là số xóa cao nhất rồi nó không lên được nữa. Nên nó không còn tính khử. nha các bạn chú ý nhá. Câu số 62 ạ. Este nào sau đây không được điều chế bằng phản ứng este hóa. Đây là một câu rất hay nhá Este nào sau đây không được điều chế bằng phản ứng este hóa. Các bạn lưu ý, este hóa là được tạo bởi từ việc cho một anh axit tác dụng với một anh ancol. Đấy, trong môi trường axit để tạo thành RCOOR cộng H2O. Vậy điều này chứng tỏ rằng là bắt buộc là phải một anh axit cộng với một anh ancol thì mới được gọi là este hóa. Thì B được, axit HCOH, CH3OH được. Ý C cũng được, ý D cũng được, chỉ duy nhất ý A không được bởi vì không có ancol này tồn tại. Không có ancol này tồn tại. OH đính vào carbon chứa nối đôi kém bền, ngay tức phân hủy thành anh khác. Thế thì ý A này thì được điều chế bằng cách nào? Ý A này thì được điều chế bằng cách các bạn chú ý nhé, cho CH3COH tác dụng với acetylen. Được chưa? thì ra à. vì vậy nên câu 62 à, rất ít bạn biết cái kiểu này nhá rất rất nhiều bạn bị lừa câu này este nào sau đây không được điều chế bằng phản ứng ft hóa thì nó chỉ là đáp án a mà thôi nhá Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn được câu số 62 đáp án a là những bạn trả lời đúng nhất trong cái buổi học ngày hôm nay câu số 63 bắt đầu chúng ta sang những câu về tính toán một chút Amino acid phân tử chứa một nhóm r hai của nhóm CH và không chứa nhóm nước trước khác. Vậy mình đặt amino acid của mình là RCOOH và H2N. Tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Số mol NaOH vừa đủ nhá. 1 x 0,2 bằng 0,2. Thu được muối. Vậy muối chúng ta nó sẽ là H2N -E RCOONA. Số mol vẫn là 0,2 và khối lượng muối là 19,4. Vậy hoàn toàn từ đây thì mình sẽ tìm ra được phân tử khối của muối đúng không? phân tử khối của muối. Nó sẽ bằng là bao nhiêu? 19,4 chia 0,2. 19,4 chia 0,2 bằng 19,4 chia 0,2 bằng 97. Mặt khác mình lại có. Mặt khác mình lại có. Đây, mặt khác mình lại có. H2N và anh này là 16 cộng R ER, cộng ClNa là cộng 67 thì bằng 97. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được R bằng 97 trừ đi 67 trừ đi 16 bằng 14 R bằng 14 Vậy suy ra R nó là CH2 Ok chưa ạ Vậy chắc chắn 100% Anh ấy là H2N CH2 COOH Và công thức phân tử nó là C2H5 NO2 Đáp án đúng là đáp án D Nhưng đây là một cách giải chậm để cho tất cả các bạn và các em đều có thể hiểu. Còn sau đây là một cách giải nhanh với skill của thầy. Các bạn lưu ý. Thầy có một công thức giải nhanh cho cái bài này rất nhanh. Đây là mình sẽ luôn luôn có là m muối này. Trừ m amino acid này. Chia 22 này. Thì bằng số mol của NaOH này. Và từ đây thì thầy sẽ tìm được khối lượng của amino acid. Bằng cách này. Số mol NaOH biết rồi Không phải 2 mol. 0,2 x 22 Được chưa Rồi lấy m muối là 19,4 19,4 n bằng 15 Hoàn toàn tới đây thì tìm được phân tử khối của amino acid Bằng Do tác dụng bên đá hoát vừa đủ Nên số mol amino acid có thể bằng 0,2 Vậy là 15 chia 0,2 bằng 75 75 thầy suy ra gali luôn Và gali thầy chọn đáp án D luôn Đây là cách giải siêu nhanh Nhá Đây là cách giải siêu nhanh của thầy Đấy, Chỉ có một dòng thôi bấm vèo phát là sao. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà thầy chữa cách này ở ngay ở đầu thì các bạn sẽ không thể hiểu được. Nên thầy chữa cách này là sao. Câu 64 ạ. À các bạn nào thấy cách này của thầy cực kỳ hay cực kỳ bá đạo thì gọi chấm một cái để cổ vũ thầy. Thả tim nhá các em nhá. Thả tim. Câu 64 ạ. Câu số 64. Polymer X là một chất rắn bền, cứng, trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ từ chốt đấy ạ, thủy tinh hữu cơ Plexiglas. vậy nó là met Đáp án đúng là đáp án B. Câu 65. Tính cứng tạm thời của nước được gây nên bởi các muối gì? Thì tính cứng tạm thời của nước thì được gây nên bởi các muối. Đầu tiên là canxi và magie. Thứ hai là do là cứng tạm thời nên là nó là phải là ion HCO3 trừ. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 66 ạ. Câu 66. Câu 66. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Các bạn lưu ý nhá. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Thì polyethylene là 1, polyvinyl chloride là 2, polystyrene là 3, polybutadiene là 4, nilon 6,6 là trùng ngưng Vậy câu 66 của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, chỉ có 4 Câu 67 67 này Các bạn có mấy đáp án cho thấy 67 đáp án gì? 67 ạ 67 nè Phát biểu nào sau đây là đúng Alanine có tên thay thế là đây Alanin đây. Đây ạ, đây là Alanin. Thì tên thay thế là axit. Đúng không? 1 2 3 2 amin, đúng rồi. No. Etan là sai. Propan, đúng không ạ? Alanin các bạn. Tất cả các amino acid đều có tính lưỡng tính. Cái này đúng. nha Cái này đúng chính xác quá, tất cả amino acid đều có tính lưỡng tính. Ở điều kiện thường amino acid là chất lỏng hoặc rắn sai, nó là chất rắn thôi, dạng tinh thể. Axit glutamic làm dùng làm gia vị là sai. Nhá. Muối mononatri của axit glutamic thì mới được sử dụng làm mì chính hay bột ngọt làm gia vị. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Tất cả các amino acid thì nó đều có nhóm COH và nhóm NH2 nên là chắc chắn là tất cả chúng nó thì đều có tính lượng tính. Câu 68, một câu rất hay ạ. Nhiệt phân hoàn toàn 100 g một mẫu đa vôi. CaCO3. Gồm CaCO3 và các tạp chất chơi nhá, cẩn thận nhá, bị lừa nhá. Thu được CaO cộng với lại CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 17,92 chia cho 2,4 bằng 0,8 mol. À 0,8 Thế thì ngay tức mình đã suy ngược lại được số mol của CaCO3 bằng 0,8. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của CaCO3. Bài này chưa lừa bằng 0,8 x 100 bằng 80 gam. Vậy suy ra phần trăm khối lượng là bằng 80 chia cho 100 thì bằng 80 Đúng không ạ? 80 phần trăm đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 69. Câu 69 bắt đầu là một câu cần phải nghĩ. Bắt đầu là một câu cần phải nghĩ. Đun nóng một mon hỗn hợp gồm một mon hỗn hợp x gồm hydro và hai hydro mạch hở trong bình kín có niken làm xúc tác đặt nó là CHB đi đấy niken nhiệt độ sau một thời gian thu hỗn hợp y đốt cháy hỗn hợp y thì cần oxy 42,56 chia 2,4 bằng 1,9 mol oxy thu được CO2 H2O Tỷ lệ mol tương ứng là 6 chia 7 Vậy là 6x 7x Ok chưa Thế thì ở cái đoạn này là mình xử lý được luôn các em nhé Bởi vì là mình đốt cháy hỗn hợp X Hay là hỗn hợp Y thì đốt cháy tương đương nhau Bởi vì hỗn hợp X chỉ có hydro và carbon Thì hỗn hợp Y cũng chỉ có hydro carbon thôi Vậy hỗn hợp Y cũng chỉ có carbon hydro Nên mình hoàn toàn mình bảo toàn được nguyên tử nguyên tố carbon Nhá Bảo toàn nguyên tử nguyên tố Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy ạ. Mình sẽ có là 1,9 x 2 Thì bằng 2 x 6 x Cộng 7 x Hoàn toàn đến đây mình tìm được x Bằng 1,9 x 2 Chia cho bằng một đơn 12 cộng 7 Bằng 0,2 Vậy số mon CO2 bằng 1,2 Và số mon nước bằng 1,4 Được chưa 1,2 Và 1,4 Ok, vậy ngay tức mình suy ra được bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon thì hỗn hợp x của chúng ta gồm carbon và hydro. Thì mình bảo toàn carbon, số mol carbon là 1,2. Bảo toàn hydro 1,4 nhân 2 bằng 2,8. Ok không ạ? Vậy suy ra, anh này là một mol nhá. Vậy suy ra cái anh x của chúng ta nó sẽ có dạng công thức trung bình của x. Nó sẽ là 1,2 chia 1 là C1,2 H2,8. Được chưa ạ? c Và từ đây thì mình sẽ tìm ra được K Là hệ số bất bão hòa Thì có phải là bằng 1,2 x 2 Cộng 2 Trừ 2,8 không ạ Chia cho 2 Thì bằng 1,2 x 2 cộng 2 trừ 2,8 Bằng 1,6 Nhưng mà phải chia cho 2 bằng 0,8 Vậy hệ số bất bão hòa bằng 0,8 Có nghĩa Có nghĩa là một anh C1,2 H2,8 này sẽ ăn 0,8 anh brom. Mà đề bài đây cho là bao nhiêu ạ? 0,5 mol X phản ứng với nước brom dư. Vậy anh này là 0,5. Thì nó sẽ phản ứng với bao nhiêu? 0,5 nhân với 0,8 thì bằng 0,4 mol. Vậy có nghĩa đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 0,4 nhá, một câu rất rất hay. Dành cho các. Rất rất hay luôn, câu 70 ạ. Giờ mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 70. Cho amon kẽm cho amon kẽm kẽm này. Kẽm vào dung dịch chứa AgNO3. Số mol là 0,2. CuNO3 2 Cun 32 lần. Số mol là 0,15. Sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 29,35 và dung dịch X gồm hai muối. Vậy thì sẽ có thứ tự muối tạo thành trong dung dịch hay là thứ tự muối có tương ứng với ca chiêu kim loại thì thứ tự ca chiêu kim loại tạo thành trong dung dịch là tính oxy hóa là tăng dần và anh đầu tiên tạo là anh tính oxy hóa yếu nhất là Zn NO3 hai lần. Và anh thứ hai chắc chắn là anh Cu NO3 hai lần dư. Được chưa Tách riêng chất rắn à, Thêm tiếp 6,72 gam một sắt vào x Đây dùng x đây 6,72 gam một sắt Mình tìm được số mon sắt Thì phản ứng xảy ra hoàn toàn Thì thu được 7,52 gam chất rắn Phản ứng xảy ra hoàn toàn Đây là 6,72 gam một sắt Thì hoàn toàn thì thu được chất rắn Có khối lượng là thì các em lưu ý là kẽm thì chắc chắn là không phản ứng với sắt Vậy ở đây chỉ có đồng phản ứng với sắt mà thôi Thế thì đồng phản ứng với sắt thì ngay tức mình sẽ có là số mol của đồng 2 cộng phản ứng Thì sẽ bằng là delta M chia 8 Đây lại là một công thức giải nhanh nữa mà thầy đã từng dạy các em trong khóa S1 Đúng không ạ? Và bằng 7,52 trừ đi 6,72 chia 8 bằng 7,52 trừ 6,72 bằng chia 8 bằng 0, Vậy số mol của CuNO3 hai lần dư là 0,1. Được không ạ? Cái dữ kiện này giúp ta tìm được số mol của CuNO3 hai lần dư là 0,1. Thế thì ngay lập tức mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Đây, 0,15 x 2 là 0,3 cộng với 0,2 x 1. Đúng không ạ? Đây, bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Mình có 0,2 x 1, Nói 0 0,2 x 1, 1 x 0,2 cộng với 2 x 0,15. Thì bằng này hai lần số mol của Zn NO3 lần cộng với hai lần số mol của Cu NO3 lần. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm được số mol của Zn NO3 lần bằng bằng ạ. 0,2 cộng 2 nhân 0,15 bằng Trừ đi 0,1 x 2 bằng chia 2 bằng 0,15 nhé. 0,15. Đây kém em 0,15. Thế giờ đề bài hỏi chúng ta là giá trị của A Đây giá trị của A Thế thì câu chuyện chúng ta nó rất là đơn giản thôi Bởi vì bây giờ mình đi bảo toàn kim loại là xong Bảo toàn khối lượng kim loại Bảo toàn khối lượng kim loại là xong Có nghĩa là khối lượng kim loại của trước phản ứng Sẽ bằng khối lượng kim loại của sau phản ứng Nó không ảnh hưởng Nên mình sẽ có là bảo toàn khối lượng kim loại thì mình sẽ có này khối lượng kim loại ban đầu là kẽm này là a này cộng khối lượng của bạc này 108 nhân 0,2 cộng khối lượng kim loại của đồng là 64 x 0,15 thì bằng khối lượng chất rắn này sinh ra là kim loại này 29,35 cộng với trong muối này có kẽm là 0,15 x 65 cộng với đồng hai cộng dư là 0,1 x 64 Đấy chưa? Và đến đây mình tìm được ai? lại một kỹ năng nữa rất bá đạo trong việc giải những cái bài tập như này. Mình sẽ có 29,35 cộng 0,15 x 65 cộng 0,1 x 64 trừ đi 64 x 0,15 trừ đi 108 x 0,2 bằng 14,3 gram ạ. 14,3 gram. Từ từ, đây là amon ạ. Đây là amon này 65 x A. 14,3 chia 65. 0,22 mol ạ. 22 mol Đáp án đúng chúng ta là đáp án A à, Đây là câu 70 Rất dễ đúng không ạ Câu 71 ạ Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là Tráng thiết lên sắt là phương pháp bảo vệ kim loại Bằng phương pháp điện hóa Thì các lưu ý rằng là khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang Vậy là sắt đứng trước thiếc Đúng không ạ và do sắt đứng trước thiếc nên thiếc hoạt động kém hơn sắt. Thước thiếc học hoạt động kém hơn sắt thì không phải là pháp bảo toàn điện hóa bởi vì điện hóa là anốt hy sinh cơ đúng chưa thế thì tráng thiết lên sắt này đây là phương pháp là lớp thiết bao bọc che kín lớp sắt bên trong nó là phương pháp bảo vệ bề mặt nên cái này sai trong quá trình điện phân anốt sẽ là quá trình oxy hóa anh ơi chơi không đúng rồi cho mẫu natri nhỏ vào dịch COS4 thì thấy xuất hiện kết tủa màu đỏ là sai bởi vì natri vào nước dung dịch thì nó sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành là NaOH cộng hydro bay lên rồi NaOH tác dụng với CuSO4 để tạo thành kết tủa COS4 này lần nhá vỏ các loài ốc sò hến có chứa CaCO3 là đúng để phân biệt khí CO2, SO2 có thể dùng dung được nước vôi trong không được nước vôi trong cho cả hai thằng này đều kết tụa được chưa mình chỉ có thể sử dụng rôm thôi vậy ở đây mình sẽ có là hai nhận định đúng là B và C nhé để bảo đúng C ạ đáp án đúng chúng ta là đáp án C câu 72 72 nhìn tanh nhỉ xem nào xyz chứa natri. Đây. Phân tử khối của x cũng phân tử khối y bằng 96. Khó 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 khó. xyz đều chứa natri. Thế đây là cái chuỗi của natri rồi. Đúng không ạ? NaCl cộng với một chất nào đó để, để ra được một chất chứa natri. Thế thì nó chỉ có một duy nhất một phản ứng thôi Đấy là NaCl Điện phân trong dung dịch Đấy điện phân Thì nó sẽ tạo thành NaOH Cộng với lại Cl2 Cộng với H2 Thì thằng X này nó sẽ là NaOH Nó chỉ có một cách như vậy thôi để nó biến đấy. Mà phân tử khối của X cộng phân tử khối của Z bằng 96 Có nghĩa là 40 Cộng phân tử khối của Z bằng 96. Suy ra phân tử khối của Z bằng 96 40 là bằng 56. Đúng không? Z là 56 mà chứa natri. Thế là 56 mà trừ đi 23 thì còn 33, 33 chẳng là thằng nào cả. Nhưng mà 33 bằng 32 cộng 1 nên y thì nghi ngờ nó là NaHS. Được chưa? Thế bây giờ là cộng với T một mà tạo thành NaHS thì cộng với h -I s là xong B vậy Nhưng bây giờ là T NaHS cộng với một chất gì đó để tạo thành Z Z đây nó chưa có một cái lý do gì À đó Sorry Mấy cộng M-Z bằng 96 cơ mà Nên Z mới là NaHS Vậy NaH thì tạo thành Y Đúng không? Vậy thì như vậy thì để mà tạo thành NaHS trước thì Y phải là Na2S. Đây. Thì NaHS cộng với X thì cộng với NaOH để tạo thành Na2S là đúng. Phân tử khối chất nào sau đây đúng ạ? T bằng 4 10. T đây là Na2S thì phải cộng với lại thằng nào để tạo thành NaHS cộng H2S. Đúng không? T phải là H2S. T là H2S cũng được hoặc là HCl cũng được. Nhưng mà phân tử khối không thể bằng 40 được, 40 là của NaCl. Nó sẽ là cộng nước, nước là 18 nên A không thể là 170 được. A là nước. Y INA2S là 23 nhân 2 cộng với 32 bằng đúng 78. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. 72. Đáp án đúng đáp án C nhá. Y chính là Na2S rất dễ. 73. 73. Nhìn hơi toanh yeah. nhỉ. M chất béo X đốt cháy nó thì cần oxy Số mol oxi là 3,875. Thu được CO2 2,75 H2O. M gam 0,2 mol X tác dụng tối đa với lại 0,4 mol brom trong dịch. Cho M X tác dụng vừa đủ NaOH thu được A gam muối, xác định Thế thì ở đây các bạn cần phải lưu ý thế này. Mở gam chất béo. Căng đấy ạ, khá căng. Thì ở đây các bạn lưu ý cho thầy một chút xíu là 0.2 mol X tác dụng được tối đa với 0.4 mol brom. 0.2 mol X thì tác dụng được với brom là 0.4. Đúng không Thì mình sẽ có là suy ra Số liên kết pi cc Của x Nó sẽ bằng là 0.4 chia 0.2 Bằng 2 Vậy suy ra k của x Nó sẽ bằng là 2 cộng 3 Bởi vì trong cái anh x Nó vẫn còn 3 nối đôi cc 3 nối đôi co Bằng 5 Được chưa Bằng 5 Vậy thì với K bằng 5 Thì mình sẽ suy ra được thằng X của chúng ta sẽ có công thức là C X CNH 2N 2X Cộng 2 Trừ 2K Vậy cộng 2 trừ đi 10 thì là bằng trừ 8 O6 Ok chưa Giờ mình phương trình thôi CX H2X Trừ đi 8 O6 Cộng với oxy để tạo thành xCO2 cộng với x trừ 4 H2O. Bảo toàn oxy 2x cộng x là 3x. Trừ 4, trừ 6 là trừ 10. Chia 2. Ok chưa? Số mol của oxy đề bài cho là bằng 3,875. Số mol oxy bằng 3,875. Mà số mol CO2 đề bài cho bằng 2,75 Vậy mình sử dụng đường chéo Mình sẽ có 3,875 nhân x Thì bằng 2,75 Nhân với 3x trừ 10 chia 2 Và đây là mình tìm được x Các bạn bấm máy tính của thầy xem x bằng bao nhiêu Nay thầy không mang máy tính xịn Nên là thầy không bấm được các bạn bấm máy tính giúp thầy xem x bằng bao nhiêu. Bấm máy tính giúp thầy vậy ạ. X bằng bao nhiêu ạ? X nhé các em nhé. Bấm máy tính giúp thầy ạ. X bằng bao nhiêu ạ? Nào các bạn bấm 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 một thầy nào. X bằng bao nhiêu? Thầy cần các bạn bấm máy tính của thầy. X nhá, Rồi ok, X bằng 55. Cảm ơn các em x bằng 55. Thế thì với x bằng 55 á thì đề bài hỏi cái gì đó? Giá trị của a là muối. Ok. Vậy thì ngay lập tức mình đã suy ra được là cái anh chất x này của chúng ta nó là C55 H 2 x 55 chữ 8 2 2 x 55 chữ 8 bằng H102 O6 C55H102O6 Và số mon Số mon x là khẩu 2,75 2,75 mà chia cho 55 0,05 Thế này tác dụng với nào á? Thì ăn 3 này áo mắt Là 0,15 Để tạo thành glycerol là C3H8O3 Và muối thì số mol glycerol thì chính bằng số mol của chất béo là Vậy mình bảo toàn khối lượng là mình sẽ tìm được muối nhá. Bảo toàn khối lượng mình sẽ có này. 0,05 nhân với này. 12 x 55 cộng 102 cộng 16 x 6 đóng ngoặc đơn. Cộng 0,15 x 40 trừ đi 0,05 x 92 bằng 44,3 g ạ. À. 44,3 g nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 44,3 g. Một câu khá là dễ. Câu 74 ạ. 74 cũng không khó lắm dẫn 0,65 mol hỗn hợp gồm hơi nước CO2 đi qua thông dung đỏ thu được 1 mol hỗn hợp X gồm CO H2 CO2 X hấp thụ hết vào NaOH 2 x 0,2 bằng 0,4 thu được dung dịch Y cho từ từ dung dịch Y và HCl Và H cộng Thì mình sẽ có là 1 x 0,2 thì bằng 0,2 Mình thu được CO2 Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định giá trị của Y Đúng không? Thế thì ở cái bài này mình sẽ có thế này nhé Các bạn chú ý nhé Ở này mình sẽ có một cái 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 công thức giải nhanh thôi Mình sẽ có là số mol của CO2 Thì luôn bằng 2 lần số mol của H2O cộng CO2 ban đầu. Được chưa? Trừ đi số mol của hỗn hợp sau. 2 lần số mol hỗn hợp ban đầu đấy, trừ đi số mol hỗn hợp sau. Bằng 2 nhân 0.65 trừ 1 bằng 2 nhân 0.65 trừ 1 bằng 0.3. Vậy số mol CO2 chúng ta bằng 0.3. Chứ còn CO và h này thì không tác dụng bên nào hết nhá. Đúng không ạ? Thế thì ngay lập tức mình sẽ có nhá, mình sẽ có là gì đấy? Hỗn hợp y của chúng ta sẽ gồm gì? Thì mình thấy rằng là OH chia cho CO2 bằng là 0,4 chia 0,3 bằng 4/3. Điều này tương đương với việc là tạo thành hai muối, một muối là HCO3 trừ, một muối là CO3 2 Đúng không ạ? 4 phần 3 là bằng 1,33 đấy Thì anh co 32 trừ này chiếm 33 Thì anh HCO3 trừ này chiếm 66 Là bằng 1 chia 2 Mà tổng số mol bon CO2 là 0,3 Vậy HCO, vậy 0,3 chia làm 3 phần bằng nhau Vậy mỗi phần bằng 0,1 Ok chưa Vậy mình có dung dịch Y này của chúng ta sẽ gồm CO3 trừ 0,1 Và HCO3 trừ Là 0,2 các bạn lưu ý đây là đổ hỗn hợp CO2 trừ hco CO3 trừ và H Thì mình đặt số mol của CO2 trừ phản ứng là A, số mol HCO3 trừ phản ứng là B, mình sẽ luôn luôn có là A ăn 2H cộng là 2A. B ăn 1H cộng là B thì bằng 0,2. Và phương trình thứ hai mình sẽ có luôn luôn là A chia B thì bằng 0,1 chia 0,2. Đến đây mình giải dạ hệ mình tìm được A và B. Nhá.

đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đây vẫn là một dạng cơ bản mà thầy vẫn dạy các em. Đây là dạng bài tập mà CO3 trừ phát CO3 trừ nhỏ từ từ phát cộng rất dễ. Những bạn nào học khóa tổng ôn của thầy thì đã được đã được thầy xử lý bài này. Câu 75. STX2 chức mạch hở công thức phân tử C7H10O4. Từ x thực hiện phản ứng theo sơ đồ sau. X2 chức mạch hở điện. X2 tác dụng với hero nên điều này chứng tỏ là X2 này có nối đôi CC Mà ăn 1 hero thôi nên 1 nối đôi CC X2 có 1 nối đôi CC X cộng 24 loãng Đây là phản ứng thủy phân trong môi trường axit Thì tạo thành Y à, 2 chức Thì đây thủy phân trong môi trường này C7H10O4 Vậy thì xem xem nó có bao nhiêu Pi O4 là 2 Pi rồi Vậy chuẩn của nó phải là C7H12 Đúng không? No của nó là C7H uh, No của anh này phải là C7H16 Đúng không ạ? Vậy thì K của nó bằng 3 Trong này có 2 pi CO rồi Vậy suy ra chỉ có 1 pcc thôi Thế thì ngay lập tức mình sẽ suy được công thức thẳng X Thả X có 1 pcc CC Vậy nó phải là CC này COO này 3 carbon rồi Đúng không ạ? 3 carbon rồi COO thằng X này phải phân được trong cả axit và trong cả kiềm STX này chỉ có hai chức thôi nhưng ra được X1, X2 và X3 à thằng X2 lại ra thằng được, được, thằng X3 cơ quan trọng là X2 và X3 lại cùng xuống nguyên tử carbon X2 cùng carbon với X3 thế là 7 thế thì phải làm sao mà chia được đều Thế nên mà ra x1 là nối đôi cc không được x2 có một nối đôi cc Đúng không? x2 phải có một nối đôi cc Nếu mà 3, 3 cộng 3, 3 thì không được Đúng không? Vậy chỉ có thể là 2, 2 thôi 2, 2 thì nó chỉ có thể là anh này C, đôi c này O, O, C này C, H2 này C, O, O này Đúng không? C, H2 C, H3 Đấy thì lúc này anh x đây. Thì suy ra anh x1 của chúng ta là anh ở giữa này này. NA OOC CH2 CONA. Anh x2 nó sẽ là CH2. CH3CO. Anh x3 nó sẽ là CH5H. -H. Nên nhận định là x và x2 đều có nối đôi. CC là sai X có nối đôi CC chứ X2 không thể có nối đôi CC được Vậy sai là A luôn Sai là A luôn các em ạ Xịn luôn Câu 76 á Cho phát biểu sau Thành phần chủ yếu của khí bioga là butan là sai Chủ yếu của bioga nó phải là metan Để khử mùi tanh của cá Sau khi mổ dùng chất như giấm ăn hoặc chanh chính xác Nước ép quả nho chín tham gia phản được trang bạc Đúng Ancon etylic Hòa tan được xếp hoạt là nhật sai Thằng này là có một nhóm mắt làm sao mà ta được Một số ST có mùi thơm không độc dùng để chất tạo hương Đúng Liên kết peptide là CONH giữa hai đơn vị Alpha amino acid thiếu chữ alpha Sai Vậy có B-C-E đúng Vậy ba nhận định đúng B-C-E Đáp án đúng đáp án à. 77 căng 77 căng 77 căng đét Nhá 77 để để tí nữa dạy 77 lấy 10 78 đi uh, Tiến thí nghiệm phản nghiên cứu phản ứng trắng bạc của glu ra tới bước sau Bước 4 thấy thành công nghiệm sáng như gương Chính xác trắng gương thành công à Thay glu bằng xác thì hiện tượng thí nghiệm thông không thay đổi là sai Ngờ xác có trắng gương đâu Sản phẩm hữu cơ dung dịch thu được sau bước 4 có công thức phân tử Sau bước 4 mình thu được ammoni gluconat 2, 3, 4, 5, 6 O O N H 4 O H giữ nguyên 5 nhóm O H Điền H vào đây sáu carbon đúng rồi một nitơ đúng một hai ba bốn năm sáu bảy oxy đúng đếm nhiệt độ ba cộng hai là năm bảy 7 2 9 9 cộng 2 là 11 11 cộng 4 là 15 đúng Ở bước 4 xảy ra quá trình khử ô Glucose là sai Nó phải là oxy hóa glucose Thí nghiệm trên chứng tỏ glucose có nhóm CSO đúng ACE đúng Số phát biểu đúng ạ à? Đề bài hỏi là phát biểu đúng ACE đúng 3 phát biểu đúng D Ui dồi 79 khó Xem 80 có dễ không Ui dồi ôi 80 cũng khó Thôi bây giờ giải 80 trước Mình còn ba câu khó nữa Mình còn ba câu khó nữa các em nhé Đun nóng ba câu khó nữa Vậy là chúng ta còn bao nhiêu câu nhỉ ba câu khó Vậy là mình đang làm được 9,25 rồi Thôi đi thi như thế là thành công rồi Còn lại khách liều đúng không Nhưng thầy vẫn giải hết cho chúng ta Đun nóng không phải 13 mon Hôn hợp ích câu một ST đơn chức ST đơn và một ST hai chức với dịch nào hát vừa đủ sao phản ứng thu được sản phẩm hữu cơ chỉ chứa ethylene glycol và hỗn hợp y gồm 3 muối của 3 chất hữu cơ đơn chức ba chất hữu cơ đơn chức cho toàn bộ ethylene glycol qua bình đựng natri dư thì sinh ra hydro m bình tăng 6 gam thế mình giải đấy đặt số mol ethylene glycol là thì hero thoát ra là x thì các bạn mình sẽ có m bình tăng là bằng m của ethylene glycol 24 cộng với 4 cộng 17 nhân 2 bằng 62 62x trừ đi 2x bằng 6 suy ra x của chúng ta bằng 0.1 x bằng 6 trừ 60 0.1 x bằng 0.1 đây 0.1 số một ethyl <laughs> 1 ethylene glycol bằng 0.1 nhá. xong một chào. Thì hỗn hợp X này gồm este đơn. Este đơn thì mình cứ đặt nó là ACOOP. Còn este hai chức thì mình đặt nó là RCOO tất cả hai lần C2H4. Thì số mol c h 4 biết rồi không 1. Đúng không? Chỉ chứa ethylene glycol và hợp 3 muối của 3 hợp chất hữu cơ đơn chức. Ethylen cồn Thế thì ở bài này mình quy đổi đi. Mình quy đổi cái hỗn hợp X này có hỗn hợp từ từ không? Không quy đổi hỗn hợp X mà quy đổi hỗn hợp Y. Mình đi quy đổi hỗn hợp Y này của mình thành hcoona này. Thì xem nào, hcoona Đốt cháy hoàn toàn Y thì cần dùng oxy này 0,475 này Thu được Na2CO3 này Và hỗn hợp gồm CO2 và H2O Số 1 là 0,67 Được không ạ? Thế thì Bây giờ tìm anh này là 0,1 rồi Mà chỗ này là 0,13 Vậy anh này là 0,13 chứ 0,1 bằng tìm được số mol của nát NaOH bằng 0,03 cộng 0,1 x 2 bằng 0,23. Vậy Na2CO3 là 0,23 chia cho NaHCONa HCOONa vừa đủ Nhưng phòng này có thể có phenol nữa đấy. bởi vì là chỉ ra một anh ăn côn thì nó có thể có phenol nên vừa đủ này là chưa chắc đâu Chưa chắc đã không phải 23 đâu Mà thằng này STPhenol phenol phải 2 nhân Chỉ chỗ này là không phải 26 Bởi vì nó chỉ ra một ancon rồi Nên khả năng cao nó là ST phenol rồi Được chưa Cẩn thận 26 để bảo toàn natri thì anh này là không phải 13 HCONA C6H5 ONA của phenol này CH2 này Và H2 thì ngay tức HCONA thì nó sẽ là 0.1 x 2 Là bằng 0.2 cộng 0.03 một lần là 0.23 Phenol thì nó sẽ là 0.03 nữa Bởi bảo toàn 0.26 chứ 0.23 bằng 0 ,3. Đặt cháu này là A đặt cháu này là B Đấy chưa? Vậy ở đây mình giải nhanh nhé Mình sẽ có là số mon oxy Thì bằng anh này đốt cháy thì ăn 0.5 Nhưng 0.23 Cộng với là anh này đốt cháy Thì ăn 7 oxy nên là cộng với 0,03 Nhân 7 thành nhập nhanh đấy Cộng anh này đốt cháy thì đơn giản rồi Thì là 1,5 à, Anh này đốt cháy cũng đơn giản Ăn 0,5 B Thì oxy đề bài cho là bằng 0,475 Được chưa Được chưa Thế thì mặt khác Mình lại có NCO2 cộng N nước Thì bằng 0,67 Giờ mình đi bảo toàn carbon 0,23 x 1

Đúng chưa? Cộng 2B Đúng không? Cẩn thận không nhầm Cẩn thận không nhầm đấy Cẩn thận không nhầm, mắt tuét nhầm Thật mắt tuét dễ nhầm lắm à, 0,23 cộng với 0,03 x 5 Bằng 0,38 Đúng rồi Cộng 2A Cộng 2B Chia 2 Bằng 0,38 mà chia 2 bằng 0 ,19 cộng A cộng B Rồi đây là nước Vậy suy ra mình sẽ có phương trình số 2 0,38 cộng A cộng 0,19 cộng A cộng B bằng 0,6 bạn Đấy thế là đến đây mình giải hệ Mình có 1,5 bằng 0,5 bằng 0,475 trừ đi 0,5 nhân 0,23 trừ 0,03 nhân 7 bằng 1 bằng 1 bằng 0,67 trừ 0,19 trừ 0,38 bằng A bằng 0,1 B bằng 0 A à, lại không có hydro Vậy ngay tức mình đã suy ra muối chúng ta gồm CH3 đây 0,1 thì nó là CH3CO nữa HCOONA đại xe 3, cona ghép đây là 0,1 Thì 0,23 trừ đi 0,1 bằng và C6H5 ONA. À? Đúng không ạ? Và C6H5 ONA à? dưỡng viên là 0.03. Ok nhá. Thế thì bài hỏi cái gì? Khối lượng của muối phân tử khối nhỏ nhất là nữa à? gần nhất là bao nhiêu? 0.13 nhân 68 bằng 8.84. 8.84 thì gần nhất lại 8, 8 Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B kẹp Ok nhá, mình còn hai câu nữa. Câu 77 và câu 79. Câu 77 và câu 79. Câu 79 này bạn nào học thầy thì đã được thầy hướng dẫn nhiều rồi. Nhá. Bây giờ thầy hướng dẫn cho nó dễ, cho nó nhanh hơn này. Chúng ta thấy là cái đây là đoạn 1 đúng không? Đoạn 1 này thì mình sẽ thấy rằng là độ dốc của nó là xoải nhất. Đúng không? Nên mình sẽ có đoạn 1. Của chúng ta nó sẽ là chỉ có đồng ca tốt thì có đồng thoát ra a nốt của chúng ta thì sẽ có cờ lo thoát ra nên từ đó mình bảo toàn e thì mình sẽ có là số mon của đồng thoát ra thì chính bằng số mol của cờ lo thoát ra thế đặt nó là x được không ạ đoạn 2 có độ dốc hơn đoạn 1 đoạn 2 có độ dốc hơn đoạn 1 các bạn nhìn thấy đúng không ạ và do đoạn 2 có độ dốc hơn đoạn 1 nên mình khẳng định rằng là tốc độ thoát khí tăng. Và do tốc độ thoát khí tăng nên ca tốt lúc này sẽ có hydro thoát ra. Sẽ có hydro thoát ra. Và anode thì vẫn có cờ lò thoát. Và tại đoạn 2 này mình sẽ có là số 1 của hydro chính bằng số 1 của lò. Bằng y. Ok không? Thế thì ngay tức mình sẽ tìm được tổng số mon khí đấy. Đúng không? Suy ra tổng số mon khí. Nó sẽ là đây ạ, cỡ lo thoát ra là phần 1 là x. Cộng với cỡ lo thoát ra là phần 2 là y. Cộng với hydro thoát ra nữa là y nữa thì bằng 0.35. Đây là cái số 1. Sang cái số 2. Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có là với A dây thì mình sẽ có số mol E trao đổi. Đây ạ. Thì mình sẽ có là bảo toàn một vế thôi. Đây. Thì ở A nốt lúc này thì chỉ có thoát ra cờ lo là x cộng y. Vậy nó sẽ là hai lần nhân x cộng y. Ok chưa? Thế thì ngay lập tức mình sẽ suy ra là số mol E trao đổi. Từ đây sang đây là 0,4 giây. 0,4A. Suy ra. Số mol E trao đổi trong 0,4 a dây sẽ bằng 0,4 x 2 x cộng y thì bằng 0,8 x cộng y. Đúng không ạ? Và mình nghĩ là đoạn 3 là đoạn dốc nhất nên đoạn 3 sẽ thoát ra cả oxy và quả cả hydro. Đoạn 3. Ca tốt sẽ hero thoát anode sẽ là oxy thoát được không ạ vậy thì lúc này mình sẽ tìm được số mol của oxy đây bằng số mol e đây 0,8 x cộng y chia 4 bằng 0,2 x cộng y được không và hero thoát nó bằng là 0,8 x cộng y chia 2 bằng 0,4 x cộng y. Ok chưa? Mà đây số mol khí lúc này sẽ là số mol khí thoát ra trong đoạn này là 0,5 trừ 0,35 bằng 0,15. Đấy, suy ra mình sẽ có 0,2 x cộng y cộng 0,4 x cộng y bằng 0,5 trừ 0,35 bằng 0,15. Suy ra 0,6 x cộng y

Chứ sao vậy? vậy là cờ lo là bằng CL2 là bằng 0.15 này Đây anh này là 0.1 là cờ lo hết nó sẽ là bằng 0.25 0.25 x 2 Thì bằng 0.5 vậy KCL là 0.5 bảo toàn đấy Bảo toàn CL2 là 0 phải Từ từ bình tĩnh Lỗi lỗi lỗi, lỗi thể lỗi đấy Chỗ này là tác dụng vừa đủ với HCl cơ mà Ôi nó còn ghép bài nữa cơ các em ạ à. Nó còn ghép bài vào nữa cơ Mới là XY thôi Chưa giải quyết được gì nhiều Đây hỗn hợp này là có hỗn hợp gì coi KCL này CO này Na2CO3 này 30,05 gam x Tác dụng với hỗn hợp gồm HCL H2SO4 sinh ra được khí CO2 là 0,1 và dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa xong rồi điện phân thành Y cơ càng 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 thế thì tác dụng vừa đủ vậy thì N2CO3 là bảo toàn carbon là 0,1 N2CO3 bảo toàn carbon 0,1 số mol bon Cu đây bảo toàn Cu Cu đây bằng

35,5 bằng 0,1. KCl bằng 0,1. Khối lượng chất tan trong dịch Y. Đây, chất tan trong dịch Y đây. Khối lượng chất tan trong dịch Y. Thì Y chúng ta chắc chắn là chưa đồng 2 cộng này. Na cộng này. Là 0,2 này. K cộng là 0,1 này. Cl trừ

Hòa tan hoàn toàn 5,52 gam magie. Mình tìm số mol magie ạ. 5,52 chia 24 bằng 0,23. Trong hỗn hợp dung dịch gồm HCl và FeNO33 lần. Thu được dung dịch X chỉ gồm các muối và hỗn hợp khí. Và hỗn hợp khí. bốn khí không màu, không màu, trong đó có hydro không phải không hai và ba trong bốn khí đó có số mol bằng nhau, căng đấy, chỉ cần hai phần bằng nhau rồi kệ nó bây giờ là cứ nhân đôi số liệu lên để tính toán nhá, phần một tác dụng với AgNO ba dư thu được kết tủa. Thì dự đoán kết tủa này là AgCl. Và còn kết tủa bạc 39,825. Thấy chưa? Phần 2 cho tác dụng với NaOH 0,27. Thu được kết tủa T. Thu được kết tủa T, nung T trong không khí lên khối lượng không đổi. Nung thì khu thu được 5,8 gam chất rắn chất rắn 5,8 gam càng đấy vậy cái tủa T này nó là hydroxit đúng không tác dụng với NaOH mà tác dụng NaOH thì nó sẽ tạo thành kết tủa là Fe OH x lần đúng chưa dung dịch x thì chúng ta kiểu gì cũng sẽ có là à, này Fe chưa biết x cộng. Đúng không? Thì FmHx lần và Mg. OH2 lần. Nhưng mà khi nung cho không khí thì chắc chắn mình sẽ thu chỉ thu được là FmH2O3. Và MgO oh, có thế thôi. Đúng không em? Thế ma d 0.23 thì bảo toàn đó. Đây là 0.23. Vậy tìm được FmH2O3. 3 5 chia cho 0,23 23 x 40. Trừ. Chia. Chia. 5,8 lúc <laughs> mà Trừ 0,23 58 hay 58 5,8 hay là 58 gram 5,8 gram chứ là... À chứ nhân 2 2 nhân lên Đấy tí toàn 2 nhân 5,8 Trừ đi 0,23 Nhân 40 bằng Chia 1,60 Bằng 0,015 Vậy số mong sát là 0,03 À, nhưng mình chưa biết đâu là sát 2 đâu sát 3. Đúng không? Số mon HCL thì chắc chắn bằng số mon HCL, nhưng số mon HCL trong này không biết. HCL trong này không biết. Đúng không? Nhưng mà FEX gọi thì chắc chắn mà ngoài cái kết tủa T này nó sẽ tạo thành một anh nữa muối muối NaCl. Vì có hero sinh ra nên là gốc nổ 3 trừ trong này hết. Đây là MgCl2 đây FS CLX. Thì số mol natri là 0,27 thì anh này 0,27. Vậy Cl ở bên trong này nó sẽ là 0,27. Nhưng mà là hai phần nhá, nhân hai lên. Vậy bảo toàn clo từ đây. Vậy suy ra clo trong x nó sẽ là 0,27 nhân 2 là bằng 0,54. Vậy kết tụ AGCL nó sẽ là 0,54 khi mình bảo toàn cả lò 39,825 trừ đi 0,54 nhân mà ngoặc đơn 108 cộng 35,5 bằng Ô âm À này chưa nhân 2 2 nhân Chia 108 bằng 0,02 Đấy Số bằng 0,02 thì dẫn đến là bên trong này nó sẽ gồm là MGCL2 và FE này sẽ có FECL2 và FECL3 và số môn bạc này chính bằng số môn FECL2 là 0.02 Thì đây không 0.3 trừ -E 0 thì FECL3 là 0.1 Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa? Thế điều này dẫn đến là bên trong rồi x chúng ta còn NH4 cộng Bởi vì là CL này là 0.54 chưa hết được Mang dây là 0.23 nhá Đây nó sẽ là n 4 cl thì mình có là 0,54 trừ đi 0,23 nhân 2 trừ đi 0,02 nhân 2 trừ đi 0,01 nhân 3 bằng đấy 0,01 nó 4 cl 0,01 ok chưa bây giờ bảo toàn cờ lo thì anh này là 0,54 bảo toàn hero bảo toàn hero thì mình sẽ tìm được nước

0,03 nhân 3 trừ đi 0,01 trừ đi à, bằng 008 như tôi trong khí 008 mà toàn oxy thì tìm được oxy trong khí oxy trong khí 0,03 nhân 3 nhân 9 trừ đi 0,23 bằng 004 04, 0 ,04. Thì bốn khí không màu này Thì nó chỉ có thể là gồm gì ạ N2 này N2O này Đúng không N2O không màu hoa nâu Đấy Thế mà Niter thì Khó nhỉ ba khí có cùng số mon Thì ở đây mình đặt đây là UVT đi Bảo toàn oxy thì mình sẽ có là V cộng T bằng 0.04 Và bảo toàn nitơ thì mình sẽ có là 2U cộng với 2V cộng với T thì bằng 0.08 Mà hai khí lại có cùng số mol Đúng không ạ? hai khí lại có cùng số mol Lưu ý nha À đâu ba khí có cùng số mol để ba khí mà có cùng số mol N2, N2O, NO Ở đây để bài yêu cầu là ba khí cùng số mol mà thằng nitơ này đã là 0,2 rồi Thì nếu mà thằng này 0,02, thằng này 0,02 nữa Có thì bằng 0,04 nhỉ Được nhỉ, thử xem nào VVT cùng bằng 0,02 xem nhé Đây thằng này bằng 0,02 này 0,02 là thỏa mãn nhé Thỏa mãn thằng này này Thỏa mãn ba khí bằng nhau này Thế tìm được thằng thằng U nữa thôi 0,08 trừ đi thằng T là 0,02 trừ đi 2 nhân thằng V là 0,02 nữa. Ở thằng U cũng là 0,02 đây loại à? Hay à đâu chia chưa chia 2 không không một đúng rồi. Ngon. không? Ngon. 01 để bài hỏi gì đấy? Phần trăm khối lượng của khí phần tử khối lớn nhất. N2O. 0,02 nhân với lại đây là 44. Phần trăm gì? Phần trăm khối lượng phải tìm khối lượng. Trong Y, hỗn hợp Y Hỗn hợp Y là hỗn hợp khí Đây, Y đây Ui, hay quá. 2 quả 0,02 x 44 này Bằng này, chia cho mở ngọt đơn này N cộng này NO là 0,02 x 30 Cộng N2 là 0,01 x 28 Cộng Hero là 0,02 x 2 Bằng Nhân 100 x 100 48,89 48, Đáp án đúng, đáp án B một câu quá ấy. Câu kết hợp điện hóa này rất hay. Quá xịn luôn. Đấy hôm nay thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta chinh phục bằng các skill động chúng ta chinh phục rất nhanh cái đề thi của khảo sát của đề Sở Hà Nội. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy. Bye bye chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại chúng ta vào các cái buổi sau. Và các bạn chú ý rằng theo dõi thầy khi mà Sở Hà Nội thi xong thầy sẽ có một buổi live livestream để chữa full ạ. Bye bye, chào tạm biệt các em Và có một lời nhắn nhủ dành cho các em là các lớp luyện đề của thầy hiện tại Cả offline và cả online vừa mới mở Bạn nào muốn tìm hiểu về các lớp luyện đề của thầy thì có thể inbox cho thầy Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại